Chào tất cả anh em của BN Gaming. Như vậy, sau đó trường chân lý mobile, Riot Games tiếp tục tung ra thị trường huyền thoại Runeterra trong thời gian sắp tới. Và cách mà nhà phát hành ra mắt tựa game này cũng tương tự như cách họ đã làm với đấu trường chân lý mobile. Đó là một tin vui nhưng nó cũng là một tin buồn đối với game thủ Việt. Và gần đây có khá nhiều câu hỏi đặt ra từ game thủ khi mà họ vẫn chưa nhận được một tin tức nào từ tập chiến. Và cụ thể như thế nào thì mình sẽ làm rõ hơn trong video tin tức ngày hôm nay. Anh em nào quan tâm đến tập chiến và đấu trường chân lý mobile có thể tham gia vào group. Link mình để dưới phần mô tả. Như vậy, một trong số những tựa game nhận được sự mong đợi của game thủ từ Riot là huyền thoại Runeterra cuối cùng cũng đã ấn định ngày phát hành phiên bản chính thức. Cụ thể, huyền thoại Runeterra sẽ được Riot Game phát hành vào ngày 30 tháng 4 sắp tới cho cả nền tảng PC lẫn mobile. Huyền thoại Runeterra sẽ hỗ trợ chơi đa nền tảng để người chơi có thể dễ dàng sử dụng tài khoản của mình trên cả PC và thiết bị di động. Sẽ có tổng cộng 120 thẻ mới được phát hành khi trò chơi được ra mắt. Số thẻ bài này sẽ được Riot hé lộ từ nay cho đến hết ngày 27 tháng 4. Và những tin tức về thẻ bài có thể mình sẽ cập nhật thường xuyên trong group hoặc là trên bay cá nhân. Link mình để dưới phần mô tả. Tin vui là huyền thoại Runeterra sẽ được phát hành ở phần lớn các quốc gia và khu vực trên thế giới. Nhưng tin buồn là không bao gồm Việt Nam và Trung Quốc. Lý do tại sao thì chắc ai cũng đã biết. Vì trước đó Vinagame và Riot Game đã xác nhận sẽ trở thành đối tác phát hành tựa game huyền thoại Runeterra tại thị trường Việt Nam. Do vậy, dễ hiểu khi tại sao Việt Nam không nằm trong danh sách những quốc gia được phép chơi phiên bản chính thức của huyền thoại Runeterra mà bắt buộc phải đợi phiên bản của Vinagame. Hiện tại Vinagame là đơn vị đang nắm trong tay quyền phát hành và hợp tác phát hành với Riot Game. Do vậy, nhà phát hành này sẽ là người chủ động ấn định thời điểm ra mắt sản phẩm tại Việt Nam. Tất nhiên game thủ Việt Nam sẽ phải chờ đợi trong thời gian khá lâu, bởi thường phiên bản Việt sẽ ra mắt sau phiên bản quốc tế một thời gian tương đối dài. Câu hỏi đặt ra lúc này là liệu đấu trường chân lý mobile và liên minh huyền thoại tốc chiến có rơi vào tình cảnh giống như huyền thoại Runeterra hay không? Trước đó, Riot Games đã phát hành đấu trường chân lý mobile tại nhiều quốc gia trên thế giới và hứa hẹn sẽ ra mắt phiên bản tại Đông Nam Á và Trung Quốc sau đó ít hơn. Tuy nhiên, đã gần một tháng trôi qua, phiên bản dành cho hai thị trường này vẫn bật vô âm tín. Điều này làm dấy lên nhiều nghi ngại đối với game thủ. Liệu cả ba sản phẩm trên có thuộc quyền phát hành của Tencent tại Trung Quốc và Vinagame tại Việt Nam hay không? Vì trước đó, đích thân Riot Games đã lên tiếng khẳng định gạt Garena ra khỏi cuộc chơi này. Quay trở lại với mối liên duyên mới giữa Vinagame và Riot Games, nếu so sánh ba sản phẩm mobile mới của Riot thì huyền thoại Runeterra có thể coi là kém nhất so với hai cái tên kể trên. Việc hợp tác phát hành tựa game này với Vinagame có thể coi là một động thái dò dẫm thị trường để Riot Games có thể tự chủ phát hành ít nhất là một sản phẩm đỉnh của mình ở Việt Nam. Mà tựa game đỉnh đó không phải cái tên nào khác ngoài liên minh huyền thoại tốc chiến. Thậm chí, ngay cả việc Riot Games dựa vào Vinagame để cho ra mắt nốt đấu trường chân lý mobile cũng không phải là điều gì gây sốc. Với một nhà phát hành nước ngoài muốn đặt chân vào thị trường Việt Nam sẽ cần phải tìm hiểu rất nhiều để đảm bảo tuân thủ pháp luật Việt Nam hiện hành và những yếu tố cần thiết được yêu cầu bởi Bộ Thông tin và Truyền thông. Chính điều này đã đưa ra một hình thức hợp tác đồng phát hành đã nở rộ tại Việt Nam trong năm vừa qua. Và huyền thoại Runeterra nằm trong số những dự án được Riot Games công bố vào cuối năm ngoái cùng với một số tựa game khác như là đấu trường chân lý mobile, Valorant và liên minh huyền thoại tốc chiến. Tuy nhiên, có vẻ như chỉ đấu trường chân lý mobile, Valorant và huyền thoại Runeterra được Riot Games phát hành trong năm nay. Còn số phận của liên minh huyền thoại tốc chiến như thế nào thì vẫn còn hơi mù mịt đối với chúng ta. Huyền thoại Runeterra là một game thẻ bài dựa trên thế giới liên minh huyền thoại. Bạn sẽ được chơi với các tướng mà mình yêu thích trong liên minh huyền thoại dưới dạng các quân bài. Trên đây là tất cả tin tức mới nhất mình cập nhật đến anh em. Đừng quên like và đăng ký kênh để cập nhật những tin tức mới nhất từ tốc chiến và đấu trường chân lý mobile. Cảm ơn và tạm biệt anh em.